Ở địa phương con gặp một số thiên tai như là hạn hán, đôi lúc thì sạt lở đất, nó có trở ngại rất lớn đối với con. Mỗi lần mà cúp điện, con phải sử dụng đèn pin để học. Hạn hán gia đình con không có đủ nước để xài, đã vậy lâu lâu thì cúp nước. Con thấy nhà vệ sinh của trường con khá là bất tiện. Mỗi lần mưa tới nó sẽ rất tối, nhà vệ sinh chưa đẹp cho lắm. UNICEF thì với hỗ trợ của Masterise thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đối tác tại địa phương có những cái giải pháp giúp nâng cấp và cải tạo các cái nhà vệ sinh trường học để những em bé như em Như có thể được tiếp cận nhà vệ sinh an toàn, sử dụng các cái công nghệ và giải pháp thông minh với biến đổi khí hậu, đảm bảo là chúng ta có những ngôi trường có tiếp cận tốt hơn, đảm bảo cái môi trường học tập cho tất cả các em. Con học được nhiều kiến thức mới, con còn biết được thêm một câu chuyện, đó là phải biết giữ gìn nhà vệ sinh và giữ sạch cho môi trường. Hôm nay con được tham gia trải nghiệm máy tính bảng. Con thấy khá là vui và thú vị. Con mong muốn có giờ học thêm trên máy tính bảng để được vui chơi và học tập.